Dạ không cô. Dạ cô em khó ngủ lắm, cho nên 12 giờ đêm ngủ à. Lâu lâu chưa chắc 12 giờ đêm ngủ rồi cô. Dạ cô, là lâu lâu thì ngủ cho đã tới 9 giờ, còn lâu lâu thì bị lo đầu tới 7 giờ sáng, mà hôm nay mẹ lo đầu lộn tới 6 giờ. Vậy đúng rồi. Con cũng vậy đó cô. Con cũng không có ngủ trưa đó cô, nhưng mà tầm 12 giờ con ngủ, nhưng mà sáng tầm 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ con dậy. Dạ rồi cô. Hôm nay thứ ba cô. Bạn đọc về nhà hả cô? Mấy bạn gì Dạ đúng. Thôi để cho con lấy cuốn tập cái cô. Hôm nay có chơi bài chơi em không?
Cô vậy nha, em đâu có đi lấy tập được cô. Dạ. Muốn tìm một số chưa biết ta lấy tổng. Dạ thưa cô là dạ thưa cô số mà được dạ thưa cô là dạ số hạn dạ thưa cô là tổng dạ cô là lấy tích chi cho thừa số kia ta lấy hiệu cộng với số ta lấy hiệu dạ cô dạ muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia dạ thưa cô 30 gọi là số bị trừ dạ thưa cô là số trừ dạ thưa cô là gọi là hiệu
nha cô. Dạ thưa cô, x bằng 70. X bằng 70 trừ 15. Anh lộn cơ. Ủa coi cô, tìm y với lại tìm x là nó giống nhau đúng không cô? Đó. Được. Nhưng chỉ có điều là hơn thua cái buổi tiếng Anh thôi à. Tầm lúc 3:39 giờ học xong. Mà đem chụp hình tại do không thấy sao người ta bày của cô giờ sao thấy sao lão rồi không phải phải cái mà chia sẻ màn hình á để chụp hình lại. Dạ nghe. Được. À mà cô ơi, cái hổng đấy. À, tự nhiên sao rồi cái bản trình bày của cô
thì nó lại có một cái gì mà bỏ ghim nè. Con nhất trong hai lần tại ông xài bằng điện thoại. Để con thử để con gửi trong cái kia. À con biết không cô, là bạn Bách nó là cái màn hình chia sẻ của cô á, kiểu như là nó nhỏ xíu, kiểu như không có ai ghim á nên là nó nhỏ xíu à. Còn nếu bây giờ bạn đó, nếu bạn đó nhấp vô cái bản trình bày đó mà ghim vô á là nó sẽ bự ra. Dạ con biết anh chó to, con sao bạn nhìn thổi á chứ lên trên và mà con ở trong à, giờ cái đó cũng tự ghim à. Dạ cô 45 Dạ cô. Dạ cô nói lại con cái cô. Cô ta lấy hiệu cộng với số trừ. Dạ cô à, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Cô chia sẻ cái màn hình lại được không cô? Nãy giờ cô chỉ cái này không mà em không được làm bài. Em làm bài không được cái bài nào trên cô. Chỉ có làm bài phép chia gì á. Cô nhớ nãy cô có lấy cái bài phép chia gì ta mà. Dạ. Yeah. Mấy giờ em bật camera cho cô coi luôn mà. Có làm gì đâu. Cô con lấy 35 trừ 16. Bằng 19.
còn không? Em còn không? Dạ còn. Còn mà cô. Vậy thì 100 trừ 10 có thể. Ủa nhân hả? Chị cho 3. Ờ không, cho 10. Chị cho 10. Tôi đã biết là số... số 10. 100 chia cho 10 bằng... 100 chia cho 10 bằng... 100 chia cho 10 bằng... Họ thu cô là 100 chia 10 bằng... À bông thử rồi. Dạ 180 chia cho 20 là 60. Đây là một. Đây là năm số. À dạ là dạ 4. Để chính. Học đi. Cái số này con quên rồi con.
con. Con muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, chia cho Thương. Chưa, con chưa tính ra. Đang phút là mấy giây thường. Cô coi là 4 số. Cô coi là bằng 4. Cô mình có còn đề hứa không cô? Bé ơi, bé nói lại giùm cô. Nó là giáo trường đúng không cô? Cô trên sân thì vệ sinh cho cô. Sao mà cô? Dí viết bi á cô.
Em đi xong rồi cô. Xong rồi cô. Bạn còn chút nữa bạn có xong rồi cô. Bạn Hoàng Dung mới xong. Bạn Hoàng Dung mới chữ cái gì vậy? Bạn Dung mới làm bài đó xong đó cô. Dạ cô là được một lần. Rồi dưới 21 là 7 217 rồi nãy. Rồi dưới 9 là hình như 10 là 7. Ừ. Nhớ cô là được 4 lần. Nhớ cô 107 trừ 92 còn 15. Nhớ cô là 14. Nhớ dư cô. Cô nói lại cơ. Cô nói gì mà trăm mấy kỷ. Ủa? Đến coi coi. Cái này em quên gì vô.
Dạ cô. Nghĩ là con mất viết bài này cô. Dạ. Rồi. Con lấy 100. Con lấy 152 trừ cho 138. Con chó con nó cứ sủa hoài. Cô 2 trừ 8 bằng 4. 5 trừ 3 trừ thêm 1 bằng 1. 1 trừ 1 bằng 0. Cái bài này cô giải được không? Đi cái giữa dương 14 nó kế bên cái đáp án hay là cái ở dưới không cô? Bằng thế hương nhân với số chia giải lấy 2345 chia ủa lộn nhân cho 6637. Ra kết quả hay cô? Dễ thôi cô là 37.520. Không biết cô. 218.265.1.493.765.
7 nhân 5 là 7 nhân 5 ra 35. Gì ta? Lá. À rồi. 3 nhân 4. 7 phơi. Bảy năm hả? Không. Điện thoại con cũng không. Con vừa nãy bỏ xuống đi đó. Gì không biết. Dạ có. Dạ có. Môn nào bạn? Môn nào cũng nghe đó cô. Môn học biến mở. Môn học biến mở mà cô đâu có nghe đâu. Ba một ba một ba một rồi phía ba một nhớ không phía một nhớ ba tiếp lên 7 nhân 3 bằng 21. 21 thì 3 nữa bằng 23. Ghi 3 nhân 2. 21 cộng 3 là 24. Nhớ 2. 7. 7 nhân 2. Từ từ. 7 2 ông 14 thêm 2 nữa là 16. Để tới số. Tới số 3. 3 nhân 4. Ba nhân năm bằng 15. Dạ thưa cô tiếp nữa.
viết dưới số 1. Rồi viết 3 nhân 4 bằng 12. Bằng 12 ghi ghi 2 nhớ 13. Lấy 3 nhân nhân 3 ra 9 thêm 1 ra 10 ghi ghi 0 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6 thêm 1 nói là 7 xong. 6 nhân 5 ghi 6 nằm bằng 30 ghi 0 ở bên ở dưới số 3. Dạ em cũng chứ bài nào cơ. Dạ cơ là em đang cộng. Cô. Cộng xong rồi với kết quả ở dưới đúng không cô? Em ra cô. Dạ cô là 11.854. Dạ cô là bằng 11.854 trừ 1.233. Con đọc kết quả à con? 9.876.
Tháng 10 chưa cười đã tối mà cô. Đúng rồi cô, tháng 10 là sinh nhật mẹ con á, mà cười có chút xíu là tối luôn rồi. Thưa cô, bằng 10.621. Cô ơi, bài đó con ra kết quả hay cô? Tám nghìn một trăm bảy mươi lăm. Dạ. 36.124. Nãy con lộn kết quả cô. Con chưa xong cô. Dạ cơ. Chị ơi. Dạ cô.
con lấy 138 nhân cho 3. Cơ bằng 414. Dạ, x bằng 414 chia 2. Vậy nhân 2 828. Cô trong thời gian đó con ngồi đèn chữ được không cô?
con đặt tính con đi luôn chứ khỏi con khỏi đi cái đề ở trên đó được không cô, khỏi đi ấy con đi dọc xuống luôn được không cô? Cô ơi, cho con đi giữa em cái cô ơi. Con có chị có em luôn á cô. Để biết con có chị nhưng mà con chưa đứa cháu con chưa ra đời nên con chưa biết cảnh giữ em. Dạ không. Chị con mới nó tám cô. Welcome. Dạ cô. Cô co bằng 12. 5 cộng 0 cộng thêm 1 nữa bằng 6. Bốn cộng 8 bằng 12. 4 cộng 8 bằng 12 cộng thêm 1 13. 9 cộng 2 bằng 11 cộng thêm 1 bằng 12. 2 cộng 1 bằng 3. Thưa cô. Ba trăm hai mươi ba. Hai trăm hai mươi ba nghìn 262. Dạ cô. 190.124.
rồi cô. Vậy thôi cô là bằng 234.522. Dạ cô. Con là cô. Dạ thưa cô. Dạ thưa cô bằng 32. Biết 2 nhớ 3. Năm nhân không bằng không, thêm ba bằng ba. Tám nhân năm. Dạ thưa cô, 8 x 5 bằng 40 cô. Biết không? Cộng cho 3 nó bằng 43. 3 nhớ 4. Con lấy 32 chia cho 8 x 6 đưa cô bằng 48. Bốn mươi tám cộng cho 4 hello cô, 48 cộng cho 4 bằng 52. Số 8 xong rồi tới số 0. 0 nhân 4 bằng 0. 3 nhớ. 0 nhân 4. Viết số 0 ở bên cạnh. Ở dưới số 2. Viết có 10. Không nhân 5. Không nhân 6 mà cô. Không nhân 5. Không nhân 5 bằng 0. Không nhân 6 bằng 0. Tới số 6.
Dạ thưa cô là 5 x 4. Dạ thưa cô là bằng 20. Dạ thưa cô là 5 x 5 = 25. Rồi cộng 2 nữa là bằng 27, viết 7 với 2. 5 x 6 = 30, 30 cộng 2 32, viết 32. Dạ thưa cô là 2, hạ 2 xuống, 3 cộng 0 bằng 3, viết 3. 2 cộng 0, dạ cộng 2. Dạ 12, viết 2 với 1. Dạ thưa cô là 3. Dạ là 3. Dạ. Ba trăm ba mươi hai, 332,232. Cô bằng 9 x 11 dư 39. Yeah. Được rồi.
cũng học C. Nhìn nhiều nhưng mà vẫn không kịp cô. Chữ của con nó nhiều nhưng mà con vẫn cố gắng làm cô. À, từ ngày mai. Con lấy ít cùng. Con lấy ít cùng. Vậy con tên Phú. Trong trường cô làm quá nhiều rồi nên bây giờ bài cô con cũng mấy ít nữa. Nhưng mà em cũng có trên lớp đó cô. Nhưng chỉ có điều là bài tiếng Việt thì em cần là em ghi âm lại. Bài đó con ra kết quả luôn rồi cô. Một nghìn hai trăm ba mươi bốn, 12.347 cộng 23.455 Dạ dạ anh Trâm thì là 25.4 trước. Dạ cô. Cô mình lấy 4 x 25. Cô D mình lấy 450 x 27. Ủa cô, tại sao trong ngoặc, đóng ngoặc mở ngoặc mà sao làm kỳ vậy cô? Ủa cô, thường thường trong ngoặc mà làm trước là mà cô? Cô, những bài khác làm vậy được không cô? Nhưng mà cô dạy, ví dụ như là những cái bài mà có mặt mà làm chia riêng, cô được không cô?
con tính ba số luôn con. Bằng 112.347. Dạ, 4 nhân 23. Rồi. 4 nhân 25. 25. Để con. Giải bài B coi. Không biết kết quả bài B coi. Ra 100. Một trăm nữa. Thêm hai cái phần rồi na một 123 nhân với 100 đúng không? Hả? 12.300. Con còn có chiến thuần trăm thôi lúc kia luôn. Dạ cô. Hai. Thức cơ bằng 100. Cô con trăm, cô con 200, tới 2, cô là 100.000, 10.000. Dạ. Dạ hứa cơ là bằng 9. Dạ chưa. Sao mời cô? Bye bye cô. Yeah, bye bye cô. Bye bye cô. Bye bye cô.
Ủa cô sao thấy sao bạn dung vô lại kìa cô? Dạ, anh Giang dạ.